tâm sâu sắc đến từ bà con nhân dân, chủ các cửa hàng doanh nghiệp. Ông bà Quyết Vĩnh gửi tặng câu lạc bộ 500.000, ông Trịnh Văn Thảo Hải 500.000, xóm cửa làng 500.000, ông Nguyễn Bá Hò 500.000, bà Phùng Thị Lý 200.000, bà Phùng Thị Luân 200.000. Cảm ơn nhé.